Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cả ba bị cáo đều bị đưa ra xét xử cùng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan cải tạo khắc phục ô nhiễm nước sông Hồ trên địa bàn. Cựu chủ tịch Hà Nội đã đề nghị công ty Washwater của Đức nghiên cứu chế phẩm redoxy 3C để làm sạch nước ao hồ trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội mua chế phẩm qua công ty Arctic, vốn là công ty gia đình của ông Chung. Công ty Arctic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Arctic mua lượng chế phẩm này từ hãng Washwater với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.